Hello, mình là Trần Vật Má và chào mừng em đã quay trở lại với Mr. Stinky Detention. Ấy dạ, mới vô gặp vừa thầy cô giáo mà có một mắt à, em ơi, lạ quá. Có một mắt đeo chỉ mắt kiến hai chồng với vậy ha. Not more. Đây là như là trong trường học này. Mình vô cái lớp học anh em, 1 cộng 1 bằng 3 watt đó. Ủa, lạ vậy? Những bạn nào không làm bài tập coi như là sẽ bị trục xuất ra khỏi đây. Anh em nhớ nhé, đây là lời khuyên rất là hữu ích đấy. Ok, bây giờ mình sẽ bấm cái nút này. Nút này nút báo cháy nha. Thầy ơi, đi thôi anh em, đi thôi. Đồ quá đẹp nhỉ. À, đây mình có nhảy được nhé, nhảy được nhé. Ở đây tôi đi cùng hai anh em. Ra đây ông thầy đây. Cái gì mà sao nhiều bãi nước cái vậy? Cái này là cái chất hóa học anh em ơi, chất hóa học. Đồ. Đầu thế. Tôi không chạy nhanh được. Nhảy đi. Alo. Ồ, nhảy đi anh em. À, nhảy là được này. Ok, lên. Này thầy, ủa, thầy gì kỹ vậy? Cho anh em giờ. À, ngủ rồi, thầy ngủ rồi. Thầy mập quá, thầy đụng cầu thang, thầy ngủ rồi. Nhảy lên luôn, bùm. Úi dồi, thầy kìa, thôi. Lát hồi tọt vô mỏm ấy, lọt vô mờ mỏm nguy lắm. Đi thôi anh em. À, đi trên cái ống này. Anh em vẫn còn đây á. Ok. Ôi, sao này nhảy khó vậy ta à. À, ê. Ủa, được rồi, tôi sẽ canh sát mí anh em, đây nè. Đấy, anh em nhảy sát ngay cái mép này nè. Ok chưa? Đó, đẹp rồi đó. Rồi, để tôi canh nè. Rồi, qua anh em ơi, ok. Anh em cao dữ vậy, tôi lùng tẹt nè. Ui ui, anh em vớt luôn kìa. Rồi, tôi hiểu ý cái game này rồi. À, anh em nhìn mặt ông thầy nè, trời giống ở tắt con Titan lắm. Ồ, cánh mắt ổng đang nhìn mình nè, anh em thấy không nè. Thôi mình đi thôi. Ok đi. Chỗ cái trường học gì mà giống như cái nhà máy sản xuất thế này anh em. Alo. Qua bấm cái nút anh em ơi. Qua bấm cái nút. À. À, sao đây thôi. Rồi, ok. Bây giờ đi ngược lại qua kia. Sao anh em rồ vậy, qua bển luôn rồi kìa. À, tôi để góc nhìn thứ nhất cho dễ nhảy anh em à. Đấy, khác bọt liền. Đẹp chưa? Rồi, hai nút. Anh em thông cảm, già rồi, nó đi chậm lắm nha. Nhảy nhót nó cũng không có dẻo dai được đâu. Wow. Ủa? À, không trọng lực à. Wow. Ui. Phải né, giống như là gì ấy. Wow. Rồi. Cái này vui nè. Ồ, giống như mình đang ở trên vũ trụ anh em. Bay. Qua, cái lỗ này nè, ngon. Ủa anh em ơi, anh em vẫn còn sống hay lắm. Tuyệt vời. Ê. À, tưởng leo lên luôn. Xuống anh em ơi. Xuống đi. Ừ, rồi. Ê. Trời đất ơi, cái thư viện nó làm tôi nhớ đến cái con figure á. Đẹp ghê á. Đồ họa đẹp quá. Màu sắc rất là sặc sỡ. Rồi. Đây là cái bàn cờ vua đúng không? Ôi giời, anh em nhảy cái gì đấy? Nhảy từ từ vô tôi này. Đó. Ôi giời. Nhảy. Đó, anh em với như tôi này. Ồ, kệ chưa. Rồi, bây giờ mới gặp mặt cô. Ủa, sao anh em chết đi? Ok. À, đấu boss. Đấu với bà cô. Rồi, cầm súng lên mà bắn. Cái súng là đồ quả bóng bẫy lắm anh em ơi. Ôi, bà cô. Ê, cô ơi, dừng lại cô ơi. Cầm sách sao tự nhiên đi đuổi học sinh làm gì á. Ui, bà bự lắm luôn ấy. Đau quá. Cứ vừa nhảy gì nhấp chuột, anh em nhấp chuột là auto bắn chúng bả. Ui, dơ. À, chết rồi. Thoát là anh em ơi. Trường học gì mà giống như khu quân sự vậy đấy. Quá trời quá đất rộng, nhìn chân người khổng lồ. À, có cái nút. Ô, sao dữ vậy, sao nhảy qua. À, đây. Hãy dùng những cái ống thép này mình đặt qua kia. Trời ơi, thế nào. Nãy động kìa anh em. Rồi. Chắc cũng phải đem mấy cái đùa đó. Mình đem qua kia mình để qua đó. Đó. Có sáng tạo anh em. Thanh thép gì mà dài dữ vậy. À, này là của ai nó chơi anh em. Tự đem theo thôi. Ủa, cái này nhảy qua được mà. Nào vừa cầm cái ống vừa nhảy đúng rồi cái này. Tuyệt vời. Rồi, đặt thêm. Vừa tôi cần thêm một cái nữa đủ anh em. Rồi này, qua đây mình nhảy qua được đúng không? Rồi mình để thêm cái đây là xong rồi đó. À,
mình đi qua xong mình cầm lên tiếp được, mình đâu cần phải chạy tới kia chỗ nãy giờ không biết anh em làm chạy tới chạy lui. Rồi ngon ơi, họ trả này không cần đâu, tới đây rồi. Rồi mình nhảy lên đây anh em, có cái nút rồi đúng không, bấm này đi xuống anh em. Đó, cái thang máy đi xuống tầng hầm trường học thì thấy giống Harry Potter lắm, Harry Potter đấy. Rồi đi từ từ thế nào, làm gì đi cảnh tôi chết giờ hả? Trời ơi cái mặt nước mà nó làm bóng bẩy lắm luôn thế này, trời qua trời qua đất đẹp. Rồi để đây đó, nhìn cho nó thật à, thật lắm luôn. Cái nước quá chất dưới này xanh lè mà đẹp lắm, thật là kỳ lạ. Anh em đi đời rồi kìa. Oh no. Không cần nhảy đâu anh em không cần nhảy á, né đó, né nó sang sang vậy đó. Rồi cái cuối cùng nó bay rất là nhanh nha, từ từ thôi, từ từ qua được. Ôi chưa được rồi trời ơi, phút 89 rồi em. Ê con người cổng tôi đi luôn nè, alo anh em ơi, cổng tôi qua luôn đi, hai đứa bằng đồ đôi mới chịu. Rồi qua luôn đừng có dòm nó. Rồi qua rồi anh em ơi, cuối cùng qua được. Ôi anh em vẫn chờ tôi vui quá anh em à. À bây giờ là như cái bút đúng không? À, mình nhảy qua cái bút đó nè. Đó. Bút chì màu hồng. Cái cục gớm trên là màu hồng. Ờ hồng lắm luôn á. Dưới đây thì xanh lè. Rồi, nhảy qua. Úi giời leo được, hên quá leo được. Nó mé mé anh em leo được. Leo. Ok, qua được rồi. Đây cái cầu thang nó cũng đầu tư lắm anh em, cầu thang là nó làm bằng bút chì luôn nè. Được ấy. Nãy giờ cứ đi lên đi xuống hoài luôn ấy. Sau này giống đua xe nè, không giống đua xe lắm. Cái này đua bằng người đi. Chạy bằng chân nha. Rồi chạy nè, chuẩn bị xuất phát. Đẹp chưa, rồi bay qua luôn đi. Bay đại anh em, tao biết gì đâu, chưa biết phía trước là gì, cứ chạy đi nhé. Đó đây có một anh em nào đứng lên này, dễ quá. Rồi dừng. Rồi anh em qua anh em ơi. Rồi ê, tự tưởng đi nhanh quá. Đẹp, qua luôn tuyệt vời, nhảy qua, bay qua, tiếp đất, quá đẹp nè. Ê có chiếc cúp rồi này, tới cúp rồi cùng nhau nâng cúp hơn em. Trophy, wow, búp. Ở đâu rồi? Ôi dồi ôi, cái đẹp đi. Cái gì vậy, cầm cái cúp mà sao gặp ông thầy ở đây, ông thầy đóng băng mới ghê. Băng. Ờ tôi xem quang cảnh xem. Ui 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 bay kìa, quá thầy bong bóng anh em, nhìn chạy em. Ở đâu thế, ga là mega robot này nè anh em, nhìn kỹ á, từ cái cúp mà nó hóa thành cái súng luôn, nó hay nè. À, bắn từ cái dưới đất anh em ơi, bắn từ dưới đáy của cái cúp. Ui bự lắm anh em ơi, ông bự lắm. Ui ông nhảy một phát là tiêu đời đấy. Rồi bắn ngay rốn của thầy. Ôi ông được anh em, vô xuyên tường rồi sống ấy. Ủa sao cửa, cái cửa nó bự lắm luôn ấy. Ôi ra về hết em, đi xuống dốc là lấy xe về nè, có đã không. Ở đây bay nhảy đã lắm anh em, cho mình thấy từ cái hình ảnh thu nhỏ luôn này. À, đẹp chưa. Ok lên thôi vẫn còn cặp cái súng này à. Xe go. Rồi để tôi lái nhá. Ủa anh em có thấy sao bỏ cái bạn kia. Anh em thấy cái tượng tôi đang dính nhảy bên kia không, xuống luôn anh em. À không xuống được này, đi chạy bộ luôn này. À, lên ké xe bằng này. Ý, còn gì vậy. Cái bạn kia rồi chạy bộ luôn đi em ơi. Ừ rồi xuống. Còn bắn được luôn chứ hả? Còn bắn được này. Có hình mỗi ông thầy thôi, không thấy hình bà cô đâu. Hình bà cô đi đâu rồi? Quẩy đi. Đi học như thế này cũng vui anh em vậy. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc anh em có một ngày tốt lành. See you.